chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chiều qua, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có 2 sĩ quan lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ của Liên minh châu Âu. 2 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi gồm Trung tá Vũ Thị Liên, trợ lý phòng huấn luyện, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ cố vấn cơ quan huấn luyện nhà trường và Đại úy Lê Như Tiến, trợ lý trung tâm huấn luyện, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ cố vấn sĩ quan huấn luyện cấp phân đội. Đây là 2 vị trí mới đối với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Sáng 25 tháng 11 năm 2022 tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe điện đầu tiên của VinFast sang thị trường Mỹ. Theo lãnh đạo của tập đoàn Vingroup, lô xe VinFast VF8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ và được chuyên chở bằng tàu thuê riêng Silver Queen của Panama. Dự kiến sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng MPC Post Hải Phòng, lô xe sẽ cập cảng California, Mỹ và sẽ được bàn giao từ những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa nhiều mặt khi lần đầu tiên những chiếc ô tô điện của Việt Nam tham gia vào thị trường toàn cầu. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực phát huy lợi thế, lấy tấm gương của VinFast để sản xuất, mang sản phẩm xuất khẩu ra thế giới. Sáng nay, xã Phùng Công, huyện Văn Giang tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Quản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phùng Công, trao quyết định công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Phùng Công. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Phùng Công. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí để từ nông thôn mới kiểu mẫu sang xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng thương hiệu, tiếp tục quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoa cây cảnh, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, gắn với thị trường, bảo vệ cảnh quan môi trường. Sáng nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển khu công nghiệp VTK Hưng Yên tổ chức lễ khởi công khu công nghiệp sạch. Dự lễ khởi công có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ông Lee Song Hai, Chủ tịch Ủy ban Giao thông Đại đô thị Hàn Quốc và bà Oh Jung Chu, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Khu công nghiệp sạch có diện tích trên 260 ha trên địa bàn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi do Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc LH phối hợp với Tập đoàn EcoPark làm chủ đầu tư với tổng mức vốn 400 triệu đô la Mỹ. Dự kiến năm 2024, xã cơ bản hoàn thành hạ tầng và đi vào hoạt động. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc với dự án này. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và tin tưởng vào tiềm năng của các dự án mà phía Hàn Quốc đã triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí nhấn mạnh, việc khởi công dự án khu công nghiệp sạch có ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc. Tỉnh Hưng Yên cam kết luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho dự án. Black Friday hay còn gọi là ngày thứ 6 đen diễn ra với nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn dành cho người tiêu dùng. Tại Hưng Yên, không khí mua sắm ngày Black Friday cũng sôi động hơn nhiều so với ngày thường. Tại các cửa hàng dọc tuyến đường Điện Biên, thành phố Hưng Yên, nhiều biển quảng cáo về ngày thứ 6 đen với mức giảm từ 30 đến 80%. Để thu hút sự chú ý, các cửa hàng trang trí bằng nhiều hình thức bắt mắt, màu sắc rực rỡ và nổi bật về các mặt hàng được giảm giá. Trong đó, được giảm giá nhiều nhất là hàng thời trang, quần áo, giày dép và một số đồ dùng gia dụng. Hình thức khuyến mãi phổ biến là giảm giá sâu từng sản phẩm, áp dụng giảm giá thành viên hay ưu đãi khi mua nhiều sản phẩm. Tại các thương hiệu cửa hàng như Jody, Tokyo Line, ON, lượng khách hàng mua sắm cũng tăng từ 30 đến 50% so với ngày thường. Xã Đồng Thanh, huyện Kim Động hiện có trên 100 ha cam các loại gồm cam Hưng Yên và cam Đường Canh. Năm nay sản lượng cam Hưng Yên giảm từ 15 đến 20% do mưa nhiều làm cho cam sinh trưởng kém, rụng quả và sâu bệnh. Điều này hạn chế hơn ở những vườn cam được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện toàn xã đã tiêu thụ khoảng 20% sản lượng, dù mới đầu vụ nhưng cam bán được giá, trung bình giá bán đạt từ 25 đến 30.000 đồng 1 kg tại vườn. Chúng tôi thì bán rất nhiều kênh, thứ nhất là kênh online, rồi là khách truyền thống và lái buôn đến trực tiếp các vườn mua. Hẳn trong chúng ta, nhiều người yêu thích bài hát Người đi xây hồ kẻ gỗ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhưng chưa từng biết đến địa danh này.
Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của Hồ Kẻ Gỗ ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh qua những hình ảnh sau đây. Hồ Kẻ Gỗ cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 20 km về phía nam, được xây dựng trên lưu vực cửa sông Giao Cái và là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Hồ Kẻ Gỗ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng không kém phần hữu tình so với những hồ nước tự nhiên khác. Du khách có thể chọn đi du thuyền để khám phá lòng hồ. Tại đây còn có điểm check-in lý tưởng là cầu vượt Kẻ Gỗ thơ mộng với chiều dài 132m và uốn hình chữ C nối vào đến đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ngoài mục đích thủy lợi, nơi đây còn là khu du lịch sinh thái hấp dẫn của Hà Tĩnh. Sáng nay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến tổ chức lễ tổng kết mùa giải 2022. Tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2022, câu lạc bộ Phú Hiến xếp ở vị trí thứ 5 chung cuộc với 38 điểm sau 22 vòng đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Phú Hiến là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất giải với 40 bàn, là đội duy nhất có mạch 11 trận bất bại liên tiếp. Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn là vua pha lưới với 10 bàn thắng. Mặc dù lực lượng của câu lạc bộ Phú Hiến ở mùa giải năm nay chủ yếu là cầu thủ trẻ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, song đội bóng đã thể hiện lối đá tấn công, thi đấu khát khao và nhiệt huyết. Đây là tiền đề để câu lạc bộ Phú Hiến hướng tới mùa giải 2023 thành công. Tiếp tục phiên xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạn gái của bố bạo hành dẫn đến tử vong một năm trước, Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang dã man, tàn khốc diễn ra trong thời gian dài và liên tiếp nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về vụ bạo hành khiến cháu VA 8 tuổi, con riêng của Thái tử vong. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trang phạm tội hành hung trẻ em trong thời gian dài, liên tiếp, do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Viện Kiểm sát đề nghị tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người, 2 đến 3 năm tội hành hạ người khác, tổng hình phạt chung tử hình. Đối với bị cáo Thái, Viện Kiểm sát đề nghị phạt 2 đến 3 năm tù tội hành hạ người khác, 4 đến 5 năm tù đối với tội che giấu tội phạm, tổng hình phạt chung từ 6 đến 8 năm tù. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA vừa công bố một lớp phi hành gia tập sự mới, bao gồm phi hành gia khuyết tật đầu tiên trên thế giới. Thế hệ thứ 3 của các phi hành gia châu Âu bao gồm 5 phi hành gia chuyên nghiệp, 11 thành viên dự bị và 1 phi hành gia khuyết tật. John Macphone, người Anh, 41 tuổi, chính là nhân vật đặc biệt này. Người đàn ông này mất chân phải khi 19 tuổi, sau đó tham gia tranh tài tại Paralympic, đại hội thể thao cho người khuyết tật. Khác với nhiệm vụ của các phi hành gia khác, Macphone sẽ tham gia một nghiên cứu mang tính đột phá, xem xét các ảnh hưởng của các khuyết tật về thể chất lên việc du hành vũ trụ của con người. ESA xem đây là một vùng đất chưa được khám phá vì chưa có cơ quan vũ trụ phương Tây nào từng đưa một phi hành gia khuyết tật vào không gian. Nga vừa tiến hành hạ thủy một con tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, có thể xuyên qua lớp băng dày tới 2,8 mét. Con tàu phá băng mang tên Yakutia, dài 173 mét, với lượng giãn nước lên tới 33.540 tấn và có thể xuyên qua lớp băng dày 2,8 mét. Nó được thiết kế để chống lại các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Yakutia sẽ giúp nâng cao tầm quan trọng của tuyến đường biển phía Bắc, cho phép tàu thuyền đi đến các cảng châu Á trong vòng 15 ngày, nhanh hơn qua kênh đảo Suez. Yakutia dự kiến bắt đầu gia nhập hạm đội vào cuối năm 2024. Hàn Quốc đã và đang cho thấy những bước tiến vững chắc trong việc phát triển phương tiện tự lái. Mới đây, chiếc xe buýt tự hành đầu tiên đã bắt đầu vận hành đón chở khách tại thủ đô Seoul. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang trên đường trở nên thông minh hơn qua việc sử dụng các phương tiện tự hành hoặc xe tự lái. Xe buýt đưa đón tự lái đầu tiên của thành phố đã lên đường vào thứ Năm sau nỗ lực chung kéo dài hơn một năm giữa chính quyền thành phố và một công ty khởi nghiệp về xe tự hành trong nước. Chiếc xe buýt mới này có 8 chỗ ngồi, vận hành tự động ở cấp độ 4, có nghĩa là nó có thể thực hiện tất cả các chức năng lái xe an toàn, quan trọng trên đường. Nhưng để đảm bảo an toàn, sẽ có một tài xế ngồi sau tay lái để điều khiển khi cần thiết. Thành phố Seoul đặt mục tiêu triển khai 3 trong số các xe buýt tự lái vào cuối năm nay. Xe sẽ chạy thêm một tuyến đường dài 4 km ở trung tâm thành phố. Bầu trời đêm ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út mới đây đã rực sáng với màn trình diễn ngoạn mục của thiết bị bay không người lái, tạo nên những hình ảnh ấn tượng trên không trung. Có tổng cộng 1.346 thiết bị bay không người lái cùng bay lên, thắp sáng bầu trời thủ đô Riyadh, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Các máy bay này tạo thành hình thù khác nhau như mã QR, lời chào mừng bằng các ngôn ngữ, hình ảnh ô tô hay thư pháp.
Màn trình diễn được tổ chức nhân sự kiện ra mắt thương hiệu xe điện đầu tiên của Ả Rập Xê Út, Sure. Hãng xe này có nhiệm vụ sản xuất ô tô bền vững nhằm kích hoạt hệ sinh thái ô tô tại Ả Rập Xê Út, đồng thời tạo ra công ăn việc làm mới cho người dân quốc gia Trung Đông này. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.